À, chúng tôi xin chào đón quý khán giả đến với chương trình của Hoàng Bách Channel và bản tin tối thứ ba ngày 11 tháng 6 năm 2024 à, thưa quý khán giả trước nhất là chúng tôi xin chúc quý vị có một buổi nghe đài thật thoải mái bình an và à, thứ nhất là có bản tin nổi bật nhất mà chúng tôi sẽ dành vào giờ chót chúng tôi sẽ bình luận chúng tôi à, nêu lên bản tin và chúng tôi sẽ phân tích nhận định về cái vấn đề này thưa quý vị đó là bản tin gì bản tin ngày hôm nay đặc biệt nhất mà các báo chí hoa kỳ cũng như là các thế giới đều quan tâm đưa tin đó là ông hunter biden con của ông joe biden đã bị À, bị bị à, à, bầu thẩm đoàn tuyên án là có 3 tội tôi như là ông guilty đó, thưa quý vị lát thì bản tin chúng tôi sẽ nói đấy nhưng mà trước nhất chúng tôi sẽ nói cái bản tin của thế giới và chúng tôi trở lại cái bản tin của hoa kỳ thưa quý vị bản tin của thế giới thì ngày hôm nay có gì đặc biệt thưa quý vị ngày hôm nay có đặc biệt là tổng thống zelensky ông đến ở đức quốc để mà tham dự một cái hội nghị cái hội nghị này đó là tìm cách làm thế nào để mà tái thiết À, cho Ukraine sau khi mà chiến tranh chấm dứt thì đây là một cái điều mà rất tiếc là trong cái vấn đề mà đi tham dự cái hội nghị này thì có ông không có ông bộ trưởng chuyên môn về phát triển lý do là ông mới từ chức bất ngờ cách đây mấy ngày cho nên chưa có à, và chúng ta biết là à, ông trong cái cuộc họp báo tại Berlin thì tổng thống Zelensky cũng kêu gọi sau khi mà ông họp xong thì có cuộc họp báo và ông kêu gọi ngày 11 tháng 6 em thưa quý vị tức là ngày hôm nay ông kêu gọi là tất cả các uh, người dân của Ukraine mà sau khi mà Nga tấn công vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 thì đi để trả đi tị nạn khắp nơi ở châu Âu thì ông kêu gọi là mong quý người dân đó à, trở về đất nước để mà xây dựng đất nước. Ông nói là trong giai đoạn này thì người dân lao động, bởi vì mà quốc gia mà phát triển được là nhờ có có, có nhân công, có uh, người dân lao động. Không có lao động thì khó mà có thể phát triển được. Cho nên nhân cái cơ hội này ông kêu gọi có những người dân mà sống rải rác trên nhà Ukraine hãy trở về chúng tôi không biết là họ tán thành hay là họ thăm họ lắng nghe cái tiếng nói này trở về hay không bởi vì chứ, đất nước vẫn còn chiến tranh nhưng mà cái nhân tâm thì chiến tranh thì bây giờ cũng trở thành bình thường bởi vì chiến đấu gần 3 năm rồi thưa quý vị bước bước qua năm thứ ba rồi cho nên cũng bình thường thôi thì bây giờ nếu mà người dân mà trở lại thì cũng đất nước sẽ đỡ hơn và có thể phát triển để mà giúp một tay đối với uh, những người bây giờ đang gặp khó khăn về kinh tế đó thưa quý vị bây giờ thì uh, uh, những ngày vừa qua chúng tôi có nêu lên là bắt hàng đó cái bản tin này cũng nói lên bắt hàng đó họ đưa họ bỏ rác của những cái băng bóng mà hàng mấy trăm cái băng bóng như vậy họ bỏ bay vì năm hàng cái rác thải rác thải rác dơ đó họ cho về bay năm hàng năm hàng rất là bực bội về cái vấn đề này quy thêm một cái quốc gia như là năm Hà, à, bắc hàn mà lại chơi cái trò bắn thiểu mình bỏ cái gì chứ mình bỏ rác vô ở trong cái bóng bóng rồi mình để nó bay qua bên nam hàn thì nghe cô không được thấy cái gì mình phải tổ chức một cái gì lành mạnh có cái gì ý thức về văn hóa chính trị hoặc là tuyên truyền cái gì chứ mình bỏ rác vô đó bong bóng đó thì nó tệ quá À, cho nên bây giờ Nam Hạc họ, họ phản ứng bằng cách nào như chúng tôi đưa bản tin ngày hôm qua thì Nam Hạc họ, họ phản ứng bằng cách là họ dùng những cái loa thông thanh họ dùng cái loa phóng thanh mà cái loa phóng thanh nó họ đặt một cái dần rất lớn à chúng tôi có thể gửi đến quý vị cái loa như vậy để quý vị thấy là họ đặt họ đặt rất nhiều nơi chứ không phải một nơi dạp theo cái biên giới của giữa hai nước cái loa này có có hệ cái, cái thống âm thanh rất là lớn thưa quý vị thì Bác hằng à, chúng tôi thả à, thì nam hằng họ đây là họ phát thanh cái vấn đề mà phát thanh để thả à, để mà phát thanh về ở Bác hằng đó họ thực hiện cách đây 6 năm rồi dưới cái thời của bà mà, à, mà, mà mà tổng thống của 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 của, của, của nam hằng đó là bà kim jong un không biết là quý còn nhớ không à, bà này đó À, thì bà bà đã thả bà bật dương hai đó thì bà phát thanh ra ở ở miền bắc và sau đó thì một thời gian nó thì đã ngưng rồi bây giờ mới trở lại thì bây giờ quý vị là khi mà thả quá băng bóng thì chúng ta thấy năm Hòa, họ họ, họ kết quả những cái những cái thông tin này mà cái thông tin này có trọng lượng họ nói như thế này đó thì, thưa quý vị à, quân đội của Hàn Quốc á, tức là mình gọi Hàn Quốc đi cho dễ Hàn Quốc hay Nam Hàn ở trong nước thì thường gọi là Hàn à, Hàn Quốc nhưng mà chúng tôi gọi là Nam Hàn với Bắc Hàn cho nó dễ nghe thưa quý vị Hàn Quốc đó thì đã cảnh báo họ tiếp tục phát thanh à, tùy thuộc vào cái hành động của Bắc Hàn tức là tùy theo cái hành động của Bắc Hàn mà họ ngưng hay không ngưng Hàn Quốc họ phát đi những nội dung gì à, trong cái chương trình thì họ phát đi rất là nhiều nội dung dưới thời của bà bà Yun hai đó thì họ phát loa phóng thanh là họ đưa ra hình thức chiến tranh tâm lý họ cho đây là hình thức chiến tranh tâm lý Rồi rất có hiệu quả bởi vì khi phát thanh ở miền bắc thì họ bị bưng bít à, cho nên cái loa phóng thanh kêu, họ có tư 24 cái loa mà công suất rất là cao xếp chồng lên nhau bây giờ quý vị thấy có 24 cái mà xếp chồng lên nhau không À, 6 lần 4, 24 xếp chồng lên nhau mà họ phát thanh không những là ở một chỗ đâu mà họ phát lên thanh đi nhiều chỗ và kể cả cái xe di động nữa thưa quý vị xe hơi để trên cái xe hơi di động có hệ thống âm thanh cường độ rất là lớn phát đi mà họ nói là cái hệ thống âm thanh mà phát đi như thế này đó là đi tới 20 km 20 km cũng xa lắm chứ mà họ vẫn còn nghe được đó thưa quý vị thì đây là những cái loa mà có họ phát thanh về chủ đề của họ phát thanh đó, là nói về tự do dân chủ họ nói về tính ưu việt của tự do dân chủ thứ hai là họ nói về lịch sử thành công về cái nền kinh tế của Nam Hà và thứ ba là họ lý họ lý lẽ cho sự thống nhất của hai miền họ đưa ra tại sao hai miền không chịu thống nhất với nhau à, và trên thực tế đó thì họ nói về cái xã hội ở Bình Dương đó cái xã hội phía Bắc đó, nghèo như thế nào họ đưa ngoài ra thì họ đưa những cái tin quốc tế tin bình luận về hệ thống chính trị và các nhà lãnh đạo trên thế giới thường thường ở trong nước thì ở trong nước Bắc Hàn dưới chế độ độc tài thì họ không cho nghe những cái tin tức ở bên ngoài. Ví dụ như là quý vị nào mà sống ở Việt Nam thì biết sau năm 1935 đó khi vào đó họ đâu có những, họ cho nghe những cái đài VOE là của là tiếng nước Hoa Kỳ, đài Pháp Á không cho cho nghe, đài BBC họ cũng không cho nghe. Nhưng mà không biết tới bây giờ thì chắc là họ cho nghe rồi chứ hồi trước đây đó. Họ cấm kỵ lắm. À, cho nên ở miền Bắc, đó, ở Việt Nam họ cũng bưng bít. Thì bác Hàn cũng vậy thưa quý vị. Bác Hàn cũng bị bưng bít dưới nhiều hình thức khác nhau. Cho nên cái xe phóng thanh này nó tạo ra những cái âm thanh. Thì thưa quý vị, khi mà cái xe phóng thanh như vậy đó, thì người em của ông lãnh tụ của bác Hàn là Kim Jong-un. Bà này là Kim jong -un. à Bà là em gái của ông Kim Jong-un. Thì bà tuyên bố đó, bà nếu mà bà, đâm Hàn, mà tiếp tục làm như vậy thì bà, bà, sẽ trả đũa với những cái hành động đất trả rất là mãnh liệt mà chúng ta không biết là họ ham dọa thường thường cầm cảm thì hai ham dọa lắm thưa quý vị cho nên chúng ta không biết là họ ham dọa nhưng mà họ có làm được hay không thì mình chưa biết nha đó là những hai bản tin thế giới thì bây giờ mình nói cái bản tin mà à, chúng tôi à, chúng tôi đưa bản tin dường như là ngày hôm qua thì phải Chẳng có bản tin đó thì sao mà dưới thời của tổng thống Obama Ông muốn bỏ cấm dặn với Q3 để mà q ba là cái sân sao của Mỹ mà thưa quý vị nó gần Florida lắm, cách đâu đâu có mấy trăm ao à. à như vậy đó thì họ ông à, Tổng thống Obama trong cái nhiệm kỳ thứ hai đó, ông dự trù là bỏ, ông đã bỏ cấm dặn một phần rồi và tìm cách là ban giao với Q3. Bởi vì sao? Ông kia nếu mình kéo Q3 đó về với Mỹ đó, thì q ba nghèo lắm bây giờ nếu mình kéo vào rồi phát triển mà cái người dân Q3 mà sống ở Mỹ thì cũng cũng mấy triệu người nữa cho nên nếu có như vậy thì cho những người dân Q3 và những người ta đi du lịch tới Q3 tạo cho Q3 kéo q ba về phía các nước tây phương và đặc biệt là phía Mỹ và giúp họ họ phát triển thì mình có thể kiểm soát được mình có thể kéo họ được trong khi đó cứ dưới, thời ông Obama thì làm như vậy nhưng mà khi ông Trump lên ông quỷ bỏ cái ra đi thưa quý vị À, bây giờ theo quý vị để quý vị đánh giá đó, bỏ có lợi hay có hại à, bây giờ đó thì dưới cái nhìn của tôi thì chúng tôi thấy là có hại chứ không có lợi bởi vì khi mình kéo mình kéo với ba về với mỹ thì ít ra họ không đi nhưng mà họ rất là dài dạc khi họ đi với trung quốc hoặc là họ đi với nga nhưng mà bây giờ mình không kéo đó thì cuối cùng là họ tìm cách liên lạc với nga với với trung quốc để họ tìm cái nguồn lợi chứ bởi vì họ nước nghèo mà Nước đồng minh mà họ rất là thân thiết với Việt Nam Thưa quý vị Cho nên ông Không biết ông Nguyễn Bình Triết thì phải dưới thời ông làm chủ tịch nhà nước ông nói là ở Quy Ba mà thức thì Việt Nam Việt Nam ngủ mà Việt Nam ngủ thì ở Việt Nam thức thì Quy Ba ngủ đó đó là hai nước mà canh chừng trên thế giới Răng răng là thưa quý vị thì ngày hôm nay chúng ta thấy là sau khi mà ông Donald Trump bỏ mà không có giữ, duy trì lại cái mối quan hệ, quan hệ chặt chẽ với Quy Ba cũng như giúp đỡ bỏ một cái phần mà cấm dặn đó thì bữa nay đó nga đưa một cái đoàn tàu mà trong đó có chúng tôi có vị khán thính giả nói là à, nó à, ông Hoàng Bách có lẽ nó không có cái tàu ngầm nguyên tử không trăng cái đoàn tàu mà nga đi nga đem tới quý ba đó có nhiều tàu chiến trăng đó có, có tàu nguyên à, tàu ngầm nguyên tử thưa quý vị tàu ngầm nguyên tử nha thưa quý vị thì khi mà tin này đó, thì chúng ta biết là nhiều máy bay của mỹ họ bám theo cái đoàn tàu của Nga này. À, thông tin về hoạt động của đoàn tàu chiếc máy bay Mỹ bám theo và nhiều tàu chiến cũng bám theo trên cái đường mà Nga đi tới Cuba, ba thưa quý vị. Theo tạp chí Newsweek họ đưa ra ngày 11 tháng 6 tức là ngày hôm nay đây. Theo cái nguồn tin về hàng hải đó thì họ cho thấy là các tàu và máy bay của Mỹ đã bám theo số tàu chiến đấu của Nga và họ đi trên cái vùng biển từ Florida đến Cuba, ba thưa quý vị và ở trên tàu đó ở trên không đó thì chúng ta thấy họ nói là có à, có những chiếc máy bay nhưng mà bài dò thám của Mỹ là B B8A à, thì nó bay ở trên bầu trời đó để họ theo rõ từ cái động tĩnh của những chiếc tàu của Nga đến quy ba với mục đích gì đây là chuyến tham của các tàu chiến Nga đến quy ba để phản đối gì họ phản đối sự cầm cấy của NATO đối với uh, với Ukraine thì chúng tôi vừa neo lên, à, chúng tôi neo với câu hỏi dưới thời của tổng thống Obama thì muốn bỏ cấm dần đi kéo ba đi gần với Mỹ thì ông Trâm đó thì ông là quỷ bỏ cái điều đó đi à, về mặt chiến lược thì nếu quý vị mà có những ai mà quan tâm quý vị à, suy nghĩ thử cái tại sao mình lại không tiếp tục kéo ba về để cho một cái nước rất là xa như là Nga họ dùng những cái phương tiện để họ đưa tới họ có thể cạnh tranh cách nga nó nói nga họ nói là họ sẽ đưa cái vũ khí chiến lược về nguyên tử đó, tới cho các nước đồng minh của họ thì bây giờ họ đưa tới quý ba tức là làm ngay sát uh, nách của, uh, của 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 của, của, mỹ rồi quý vị thấy không rồi năm 1962 thì quý vị nhớ là có vụ tàu nguyên tử ở, ở ở ở Nga cũng đưa tàu tới ở bên Cuba dù suýt nữa dưới thời của tổng thống John Kennedy đó quý vị còn nhớ chứ à, thì chúng tôi cũng nhắc như vậy để quý vị thấy bây giờ thì đó là cái bản tin mà bây giờ cái bản tin chúng tôi muốn dành cái bản tin ngày hôm nay để gửi đến quý vị cái bản tin này là bản tin quan trọng mà có lẽ là quý vị xem à, chúng ta biết là ông người con trai duy nhất của ông ông Joe Biden tổng thống Joe Biden làm hình Hunter Biden À, chúng tôi sẽ xin phép à, ông hunter biden thì ngày hôm nay đã đi tới cái phiên tòa coi như là xem rồi họ đã coi như kết thúc tức là sau khi bên à, bên à, công tố công tố uh, truy tố ông hunter biden và cũng như là bên bầu chữa cho ông hunter biden rồi họ ngưng thì ngày hôm qua và tới bữa hôm nay thì uh, bồi thẩm đoàn họ luận tội ngày hôm qua thì họ cho biết là có 6 người không đồng ý là bỏ phiếu cái à, án ông à, ông Hunter Biden là có tội. nha, 6 người, nhưng mà họ cố gắng thuyết phục sau đó là cuối cùng mà 6 người thì ngày hôm nay đó còn lại một người, tức là 11 người thì đồng ý cái án và một người thì không cái án. À, rồi cuối cùng họ thuyết phục quá họ thuyết phục luôn hay là 12 giật 12 12 người là đồng ý, tức là sau 3 giờ họ thuyết phục ở à, à, tại à, Wilmington, bang đều là quen thì họ kết quả là gì kết quả khi họ đưa ra bản án là ông Hunter Biden có 3 tuổi. như vậy là kêu tiên nghe thưa quý vị sau khi mà nhận được bản án này thì chúng tôi cũng lần lượt để mà trình bày với quý vị nhận nó bản án này thì chúng tôi thấy là à, phải nói là trong gia đình của ông Hunter Biden ông tới hỗ trợ hết mình nghe yeah. đó đây là đây là bà Jill Biden tức là để nhắc thu nhân của tổng thống à, vợ của tổng thống Joe Biden đến đây À, và hai vợ chồng của Hunter Biden. Bây giờ sau khi hậu rời, thì Hunter Biden cũng rất là tươi tỉnh, không có gì là đau khổ, buồn thì có buồn nhưng mà cũng không có đau khổ. Bây giờ thì bây giờ đó. À, chúng tôi mới nói là cái vụ này thì nó tại sao? Tại sao là cái vụ án ông Donald Trump kết thúc vào ngày 30 tháng uh, tháng năm. thì bữa nay là ngày 11 tháng 6 thì là kết thúc cái vụ án của ông Hunter Biden. Bây giờ đó thì quý vị thấy cho phép chúng tôi nhận định và cùng với quý vị cũng nhận định nha. Quý vị nhận định bởi vì chúng ta nhìn cái vấn đề ở mỗi một vấn đề, mỗi một cái mỗi một người có một cái góc nhìn khác nhau và chúng tôi cho thế này. Cái vụ án này đó buồn không? Thì buồn chứ. Ông ông để chúng tôi sẽ thưa với quý vị. Khi nghe cái bản án này đó thì tổng thống Joe Biden ông buồn và ông nói như thế này ông nói tôi đã tuyên bố tôi giữ đúng y cái lời nói mà chúng tôi đã nói với đời ABC uh, uh, bầu ở bên uh, ngài đi đây ở bên Ngọc Minh đi đó có hỏi ông là ông thấy khi mà tòa án này xét xử cái vụ án này có hợp lý hay không hợp lý ông đó ông tôn trọng về tôn trọng về các luật uh, luật xét xử của tòa án tôn trọng về cái nền tư pháp của Mỹ ở bên này đây là tòa án liên bang chứ không phải tòa án tiểu bang ví dụ như ông Trump thì tòa án tiểu bang đây là tòa án liên bang xét ở Delaware như vậy thì hỏi ông tôn trọng không ông nói tôn trọng tôi phải tôn trọng cái hệ thống pháp lý của Hoa Kỳ và báo chí hổ nếu mà ông hình tâm bên dân, giả sử nha nếu mà ông có tội cách đây mấy ngày mà à, thì ông có tội thì ông có tha bổng cho người con ăn xá không ông nói không tôi không ăn xá thì ngày hôm nay sau khi mà cái bản án đó được đưa ra đó thì hỏi ông thì ông cũng lặp lại như vậy thưa ông nói như thế này tôi là một tổng thống của hoa kỳ nhưng mà tôi cũng là vai trò của người cha đối với con cho nên tôi rất là yêu thương con và tôi tin tưởng rằng hunter biden là một người con tốt à, à, quý vị biết đó, là những người như là hunter biden mà những người mà bị nghiện đó thưa quý vị để mà vượt qua những cái khó khăn đó thì họ phải kiên nhẫn lắm chứ không có dễ đâu. Từ khi mà họ dùng thuốc rồi đó thì cái thuốc nó hành dữ lắm. Mình không biết, ông nói, ông nói như thế này, ông nói là những gia đình mà có thân nhân hay là có những người con, người cháu đó mà bị nghiện đó thì mới hiểu được rằng mới thấm thía được rằng khi mà đứa con mà nó quyết tâm nó bỏ nó vượt qua những cái nghiện ngập đó để nó trở thành cái người tốt là tuyệt vời rồi khó lắm chứ không phải dễ đâu do đó là ông rất là tin tưởng vào người con trai ổng và ông nói là giữa ông và triêu tức là vợ ông đó là rất thương các con và ông nói là không chỉ thương con không mà thương cả trong những đại gia đình của của Joe Biden vân vân và vân vân à thì cái điều tuyên bố như vậy để quý vị thấy là sao quý vị thấy là chúng tôi gửi một cái hình mà quý vị thấy cũng rất là cảm động nha chúng tôi uh, đây khi mà ông 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 ông, 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 ông uh, Joe Biden bữa nay ông đi về nhà thưa quý vị uh, uh, tổng thống Joe Biden đi về nhà khi mà người con ông chờ đón ông ở ngay ở phi đạo ở ở phi trường ấy thì hai cha con gặp nhau quý vị thấy không ông Joe Biden ông ôm mắt ông nhắm lại ông ôm người con là Hunter Biden quý vị cảm động không chúng tôi rất là cảm động nữa nghe cảm động lắm thứ nhất là thế này quý vị biết là nếu ông Hunter à, nếu ông Biden đó, mà ông có quyền hủy bỏ cái bản án này được tại sao đây là tòa án liên bang mà tòa án liên bang ở cái ông bộ trưởng bộ tư pháp đó là dưới quyền các cái gồm má mát cabinet cái nội các của ông Joe Biden mà ông có quyền bỏ nhưng mà không ông không làm vậy ông không ông làm vậy thì nó dở đi ông không làm vậy ông chấp nhận cái này tư pháp của hoa kỳ và để xét xử con ông như vậy bây giờ quý vị để lên hai bằng căn để nhìn hai 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 cái nhân cách của hai người nghe quý vị nhìn ông joe biden này với ông donald trump ông trump á, khi ông bị xét xử đây là cái tòa án của tiểu bang ông có 34 mươi bốn tội danh ông dùng tiền để ông trả tiền cho gái chơi gái rồi ông giờ ông dùng tiền để ông trả tiền mà ông che giấu ông nó không, tôi không biết gì cái cô uh, Stormy đã nhô hết, tôi không biết gì cô uh, cô Mark uh, uh, Google hết, hai người hai người mà trang vào cuộc đời mắc Google Google đối với ổng đó là liên lạc với nhau nghe ăn ngủ với nhau là trong 10 tháng thưa quý vị còn cô Stormy Daniel thì chỉ một đêm thôi nhưng mà cũng có cái sự tương quan đó vậy mà ông phủ nhận nếu mà ông phủ nhận thì ông nói là đây là vụ án sang lùng phù thủy sang lùng phù thủy sao ông bỏ ra 130 ngàn để ông trả là trả cái gì không lẽ mình bỏ tiền mình bỏ ra cái khư khư có ai ngu mà đem bỏ tiền mà không biết cái chuyện đó là gì tôi không biết cô Stormy Daniel là ai thì tại sao tôi bỏ tiền hoặc là cô Google là bạn có ai thì tôi lập sao tôi bỏ 150 ngàn thì quý vị thấy như vậy là có tội nhưng mà ông Donald Trump lúc nào cũng nhận thì bây giờ chúng tôi nói nè ông Biden ông không phê phán gì cái nền tư pháp của Hoa Kỳ cả ông nói tôn trọng đây là tôn trọng cái nền tư pháp của Hoa Kỳ cho nên để xét xử ông vẫn tôn trọng và ông nghĩ là ông Biden sẽ à, ông Hunter Biden sẽ chống ăn. nhưng mà quý vị thấy cái hình ảnh này thấy khóc với ông Trump hoàn toàn ông Trump thì là dùng những cái lời lẽ chửi chánh oán chửi công tố viên như là Avin Pratt là bại nổ chửi ông quan tòa là Merchant là bại nổ là thối nát là tham nhũng là đầy dẫy cũng như bữa nay ông nói này ông nay bữa nay ông phê bình là quý vị biết sao không? ông nói là Trời, Hunter Biden nó có tội như vậy mà đâu có 3 tội à Mà tôi tới là 34 tội Bây <laughs> giờ thấy không? Nghĩa là một người rất là nhỏ mọn Quý vị một người mà đi lãnh đạo đất nước là có nhân kể Những có nhân cách, nhân sĩ, có đại đại lượng Còn ổng rất là hẹp hòi Ổng nói là cái gia đình của Biden là đón truy tố ra À thì quý vị thấy cái lời lẽ giữa hai người khác không? hai con người, một con người của như là chúng ta không nói quân tử nhưng mà ít ra là cũng một đại lượng nhìn một cái vấn đề ở à, đó là bây giờ luật pháp mình tôn trọng bởi vì luật pháp của nước Mỹ không ai có thể ngồi trên luật pháp ấy, không ai ngồi chỉ có ba, có trâm thì có ngồi trên luật pháp ông Biden không quý vị thấy như chúng tôi trình bày đó nếu mà ông hình à, nếu ông Biden mà ông muốn tha bổng cho con ông ông không 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 qua tha bổng nếu ông muốn quỷ bỏ cái vụ án thì rất là dễ dàng nhưng mà không ông để nhớ là ông David quay đó là cái người này là người ông, ông người của ông Trump nha ông Trump chứ người của đảng cộng hòa mà ông vẫn giữ khi mà ông lấy ông có quyền thay đổi cao công tố viên mà, mà ông vẫn vẫn giữ và cái bà mà cái án của của cái án đó cũng là cái bà mà gọi là chúng ta bây giờ bà, bà đô la đô la quen À, cái bài này thế thì cũng là quý vị biết là cũng do ông trump bổ nhiệm thưa quý vị thấy không à, cho nên khi mà nói là cái nhân cách đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là ông joe biden tôn trọng luật lệ không ngộ xổm trên trên luật pháp trong khi đó ông đôn, à, ông donald trump đó là ông chửi ông chửi uh, chánh án ông chửi những công tố viên ông chửi nó ấy chửi joe biden toàn đó mà chửi những cái lời lẽ rất là nặng nề bây giờ thì Bây giờ khi vậy thì cái ngày 11 tháng 7 đó thì bên luật sư ông Merchant của luật sư của ông Trump sẽ tuyên án vào mùng 1 tháng 7. Mà ngày 15 tháng 7 đó là ngày 15 tháng 7. 15 tháng 7 là cái ngày gọi là đại hội của đảng Cộng hòa. Thưa quý vị, quý vị thấy không? Thành như vậy cái vụ án của ông Hunter Biden bao giờ tuyên án bây giờ ông có ba tội nghe thưa quý vị nhưng mà theo luật lệ theo bình thường mà luật lệ đó là sau 120 ngày thì họ tuyên án mình không biết ngày nào nhưng mà nếu 120 ngày tức là 3 tháng hôm thưa quý vị bây giờ bầu cử đó thì còn 5 tháng nữa bây giờ 3 tháng nữa thì như vậy là tuyên án vào khoảng tháng cuối tháng đầu tháng 9 và khoảng tháng 9 là thưa quý vị khoảng cuối tháng 8 đầu tháng 9 và khoảng đó thì mới tuyên án như vậy bây giờ mình, mình thấy có hai chỗ đó là ông bên ông Trump cũng như bên đảng Cộng hòa bây giờ hố đi Lời sao nói là ông Joe Biden là vũ khí quá à, vũ khí quá bộ tư pháp đem ra truy tố vì ông ấy là ông đang cầm quyền cho nên ông xí ông, ông ông biểu các chánh án truy tố hoàn toàn sai nếu mà ông ông mà không có quyền ông không để bộ tư pháp tự do như vậy thì ông đã hủy bỏ cái bản án cho con không quý vị nhớ là ông Joe Biden có hai người con trai mà cả hai người này đều là luật sư mà hai người này đều đi lính nha cả hai đều đi lính ông bô Biden á là ông đi lính lên cấp thiếu tá và sau khi ông giải ngũ ông trở về thì ông làm bộ trưởng bộ Tư pháp ở Delaware nhưng mà tới năm 50 tuổi thì ông bị ung thư cho này ông ừ, ư ung ung ừ, thư não cho này ông mắt thì ông còn lại ông Hunter Biden và chúng tôi sẽ đi thêm thêm một cái chi tiết nữa để quý vị cảm thông cảm với ông ông Joe Biden ông bầu thượng viện đó lúc đó ông còn trẻ mới 30 tuổi chưa đầy 30 tuổi đó ngài tuyên thệ ông đó thì cứ ngài sắp sửa tuyên thệ thôi thì quý vị tưởng tượng là vợ của ông chở trên cái xe đó bà vợ chết với một đứa con gái chết mà Hunter Biden nó cách đây cách đây năm 1973 thì quý vị tưởng tượng là cách đây 73 cách đây là mấy chục năm rồi thì Hunter Biden với bố Biden nó rất là nguồn nhỏ khoảng một khoảng dưới 10 tuổi mà trên dưới 10 tuổi ổng như là, là gà trống nuôi con á ổng làm thượng viện đấy nỗi là ổng muốn bỏ luôn cái thượng viện bỏ thượng nghị sĩ ổng là một trong những thượng nghị sĩ trẻ nhất ở thượng viện chưa đầy 30 tuổi đã làm thượng nghị sĩ rồi khi vợ mà mắc đó thì ổng buồn lắm cho nên ông tính bỏ nhưng mà sau đó các thượng nghị sĩ khuyên ông nên tiếp tục vì vậy cho nên ông làm việc mẫu buổi chiều từ ở Washington DC về ông đi lại qua ông đi bằng xe xe lửa về ở trên đi quý vị tưởng tượng một người gà trống nuôi con như vậy trong mấy năm trời sau đó thì ông mới lấy bà Jill Biden đây là người vợ thứ hai mà người vợ thứ hai cũng thương thương à, thương vô Biden lắm cũng thương cũng quý cho gia đình rất là hạnh phúc mà bà riêng Biden đó là bà là tiến sĩ về giáo dục bà dạy đại học thưa quý vị bây giờ trở lại nè cái hai đó là không biết là ông Hunter Biden ở ông phạm có 3 tội. trong khi đó ông Donald Trump tới 34 tuổi như vậy thì chánh án mê đó cũng như bà chánh án noreka noreka là cái bà chánh án xử cho ông hunter biden bây giờ họ kết án như thế nào đây ông trump thì ông nói trời ở hunter biden đâu có ba tội tôi tới 34 tội 34 tội thì nếu mà xử án thì phải nặng hơn phải không thưa quý vị nếu ông trump đó mà xử án cho ông là một năm thì ông hunter biden đó xử cho ông mấy tuần lễ chưa đầy một tháng bởi vì 34 tội đây đâu có ba tội à, quý vị thấy nó nó vô tình trùng hợp Hay là đây là một dịp Để cho quý vị thấy là Cho nên mấy bữa nay đó là bên, uh, Sau khi cái sự án ngày hôm nay đó, Thì Đảng Cộng Hòa họ chia làm hai Đảng Cộng Hòa chia làm hai nha Một số uh, các dân biểu Của Đảng Cộng Hòa họ nói đây Là cái này tư pháp rất là đứng đắn họ họ, họ họ thấy ngay Bây giờ quý vị cử tri hay là người nào không thấy đi nữa Cũng mở mắt ra cố thấy Ông, Robert, à, ông Donald Trump phạm 34 tội thì chửi lung tung hết chửi này tư pháp của Hoa Kỳ là thế này đã gọi là vũ uh, khí hóa chính trị hay là săn lùm phù thủy đâu hết. Trong khi ông Biden và người con Biden không hề có một tiếng công kích về tranh án cũng không có hề công kích gì sau khi mà cái bị, bị tuyên án xong đó thì ông hôn vợ ông một cái là ông Hunter Biden và ông ôm hai người luật sư và cùng dắt ta đi ra với bà Joe Biden. Cho nên cái vụ án này đó, người ta nói là có có sẽ gặp trở ngại trong cái vấn đề gọi là mất điểm đối với ông ông Joe Biden không? Theo quý bạn quý bạn mà xem thì quý vị thấy có mắc không? Tôi nghĩ không mắc. Tại sao? ông Hunter là con mà trên 18 tuổi năm nay ông năm mươi tuổi rồi ông có toàn quyền của ông ông không có liên hệ nói về gia đình thì có liên hệ cha con nhưng mà cái trách nhiệm đó anh nó có làm bậy làm sai thì anh chịu trách nhiệm nhưng mà thực sự đó anh có ba tội mà cái tội gì đối với người thường ở đây thì cái tội đó không à, có ăn treo rồi chơi chứ không có gì hết là vì sao anh không có dùng súng trăng 11 ngày thôi nhưng mà anh có tội là khi mà điền cái giấy để mua cô súng đó thì anh là đoan trong cái thời gian là anh có thể cai nghiện nhưng mà chưa hết cũng trong cái thời gian đó thì hỏi anh có bị nghiện không thì anh nó không cho nên cái tội đó là tội nói gian tội nói dối khai gian và sau đó là cung cấp những thông tin mà anh lưu trữ súng như vậy là bắt hợp pháp cái tội thứ hai thấy không và sở hữu súng bắt hợp pháp là cái tội thứ hai thì thật sự cái tội đó anh dùng đâu có 11 ngày khi mà người chị dâu họ biết đó, thì mình lấy cái quả súng đó bao vô cái thùng rác thùng rác đó khi mà những người đi lượm tìm rác đó, họ lại đưa cho cảnh sát cho nên nó nó mới lòi ra cái chuyện này chi thôi chứ còn thật sự á anh chưa có làm gì hết anh chưa có làm gì hết mà anh cũng không phải là cái người mà gọi là à, đi làm tầm bậy cho nên từ trước tới giờ anh chưa có phạm tội rồi điều thứ hai nữa là ảnh à, như vậy lần đầu tiên thì nó cũng dễ dàng lắm mà thứ nhất là đây là hai vụ án đều là lịch sử hết nghe thưa quý vị ông Donald Trump là trang lịch sử duy nhất của Hoa Kỳ là một vị cựu tổng thống bị truy tố hình sự mà cũng là một đương kim ứng cử viên tổng thống mà là có phạm tội hình sự như chúng tôi thưa đó là tội hình sự là tới bốn chục quốc gia trên thế giới này họ không cho nhập cảnh như vậy người ta có bỏ phiếu cho một người phạm tội hình sự không bây giờ quý vị không biết là ở Việt Nam ở Mỹ này mà nếu đi xin việc đó là các công ty hồi đều hóa anh có từ trước tới giờ anh có phạm tội gì hình sự không? Nếu hình sự họ không nhận như vậy thì cứ người dân có thể bỏ phiếu cho một người mà ra ứng cử tổng thống là phạm tội hình sự không? Thêm không? quý vị thêm cho nên đây là cái điều mà ngẫu nhiên trùng hợp hai cái vụ án của hai người chưa từng có trong lịch sử tức là con của một vị tổng thống mà bị tội hình sự rồi đương kim tổng à, à, mà, mà, mà ứng cử viên của tổng thống cũng phạm tàu hình sự cho nên chúng tôi nghĩ đây là cái cơ hội để cho cử tri họ họ quan sát họ suy xét một người có nhân cách như là ông Joe Biden đó, thì ông gặp con ông không hề phê phán ph ph gì bộ tư pháp sai trái mà ông Trump là người ngồi sổm trên bộ tư pháp ví dụ như là mấy bữa nay đó bây giờ chúng tôi chia làm hai lần là, ở bên cộng hòa họ chia làm hai khuynh hướng họ khuynh hướng thì họ khen không ai có thể ngồi trên luật pháp bàn cớ là ông Hunter Biden vẫn bị phạm tội như thường. À, cho nên mấy bữa nay Trump nó cũng bị hố hay là những cái đảng viên cộng hòa mà họ đi Trump nó làm vũ khí quá chính trị hay là ông ông Joe Biden ông lợi dụng để mà ông ông ông, truy tố ông Trump con ông mà ông có quyền bỏ mà ông không bỏ như vậy là ông đặt để cho bộ tư pháp tự do đây là tâm quyền phân lập hành pháp lập pháp và tư pháp thì để cho tư pháp họ thi hành đó mới là nhân cách của một con người bây giờ hổ ông trâm mắt đi không ông chúng tôi nghĩ ông trâm mắt đi là vì sao Còn ngày người ta mới thấy là một không thể bỏ phiếu cho một người phạm tội hình sự không thể bỏ phiếu cho một người mà cô thường dân chúng ví dụ như cử tri ông tới ở là uh, Las Vegas vừa rồi ngày chủ nhật đó, trời nắng chân chân mà khi ông nói chuyện đó, ông nói là trời nắng tới gần 80 độ ông nói là tôi không khe trời nắng À, bởi vì ông nói ông nói mà tại sao những người gọi là khe những cái người mà à, gửi tri tới nghe mà tôi ra cũng là người đoan đứng ở ngoài nắng thì không có khe không có quan tâm à cho nên tôi vô tôi quan tâm là quý vị cái lá phiếu của quý vị bỏ cho chúng tôi trong khi đó thì ông tấn công là à, nếu mà ông à, được thắng à, cử thì ông sẽ trừng trị không trả thù tất cả những cái người mà gọi là chống lại ông trả thù dân chủ, trả thù bộ tư pháp, trả thù chánh án, trả thù công tố viên. Những ai truy tố ông trả thù hết. Thì quý vị thấy là một người ra ân cử chưa trở thành là tổng thống. Bây giờ mình đang tranh cử mà. Đúng ra là mình cần thuyết phục cho cử tri họ thương mình, họ mấy mình và họ thấy mình là cứ người có nhân cách đó, thì họ mới bỏ phiếu cho mình. Đằng này đó là ông Ông, ông công bố ông tuyên bố như vậy đó thì ông qua thường người khác thấy không mà chưa hết rồi trả thù Việt Nam mình có câu là chưa đậu ông nghe đó đe hàng tấm đó đó là ông trường hợp của ông Trump và ham dọa người nào mà hãy đi mà chấm lại ông đó thì trả thù và ông ông dự trù là đưa một ông bộ trưởng tư pháp là ông à, à, ông à, ông Ken Benson. ông, ông này là bộ trưởng tư pháp ở đoàn cũng chuẩn bị truy tố đó, tư pháp ở tiểu bang Texas về làm bộ trưởng uh, liên bang quý vị không thể tưởng tượng một cái người như vậy đó mà gọi là cái giáo chủ của một cái môn phái mà được nhiều một số người việt đi theo chúng tôi nêu lên tất cả những cái sự kiện này để bú, uh, quý vị thấy cái hình ảnh đó uh, nghĩa là rất là nhân cách hình ảnh rất là đàng hoàng Ông thương như vậy nhưng mà ông khai không ông không ông uh, nếu mà hunter con ông đó mà bị tù ông không có uh, ăn sát quý vị thấy là một người đạt cái quyền lợi của dân tộc lên trên chứ không có đạt quyền lợi cá nhân trong khi đó ông Trump đó quý vị thêm khi ông là ông vô đó làm tổng thống đó ông đem con gái ông là Ivanka vô cố vấn cố cao cấp rồi con người rể ông vô cũng là cố cố vấn cao cấp rồi sau khi cố vấn cao cấp thì kết nơ đó đi ở bên các nước ở trung đông để vận động rồi để, để để lấy làm ở bên đó đó rồi cuối cùng khi mà hết nhiệm kỳ đó, thì ở Saudi Arabia đã bỏ vô đầu tư 2 tỷ đô la. Trong khi đó các đảng viên Cộng hòa họ cứ nhắm vào cái gia đình của Biden mà những người như vậy đó đầu tư 2 tỷ đô la mà không ai nói gì hết. theo là nếu mà ông 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 Biden mà ông bạch lá tìm sau thì ông truy tố, ông tìm ông kết nơ mà không. Ở đằng này người ta sẽ đánh giá. Cho nên một số người qua ông Trump là một giáo chủ thì họ đi theo nhưng mà một ông giáo chủ mà ông kỳ thị ông nói là người da vàng người là tới đây đầu đập của người Mỹ da trắng đó. vậy mà cũng nhắm mắt đi theo thì mình lấy làm lạ lắm nghe thưa quý vị à, có một số người ở, ở ở ở thành phố chúng tôi cũng như ở Cali trước đây là bác sĩ nha bác sĩ rồi tiến sĩ rồi cũng có nhưng mà đi theo cái giáo chủ uh, Donald Trump thì chúng ta thấy là rất là thất vọng nó tám lại chúng tôi xin tóm tắt cũng hơi trong dài Thì nói nó tám lại là chúng tôi thấy qua cái vụ án này nó ngẫu nhiên trùng hợp nhưng mà nó cho thấy là cái này tư pháp của hoa kỳ vẫn còn vững chắc vẫn còn được tôn trọng mà chính những người đảng cộng hòa theo ông trump đó mà cũng khang là nền tư pháp như vậy là có tư cách có đủ uh, nó, nó vô tư để giải quyết vấn đề này và cái điều này cũng là dễ oan cho những người đặc biệt là ông uh, tổng thống joe biden ông không có, có cần thiệp thưa quý vị đến đây thì nếu mà quý vị so sánh để quý vị đạp nhìn báo đó để quý vị thấy ông trump đó thì ông phát biểu trong những ngày gần đây lung tung hết đó, thì quý vị biết là ông là con người như thế nào rồi chúng tôi không có phê phán nhiều nhưng mà chúng tôi thấy là cần cái lá phiếu của cử tri mà nỗ lực nhiều hơn quý vị nào cử tri mà ủng hộ ông Joe Biden thì nghe cái chuyện ông Hunter Biden như vậy quý vị buồn nhưng mà chúng tôi là nghĩ là không không nên buồn bởi vì điều đó là công lý hãy anh Hunter Biden anh làm sai anh phạm tội thì ok à, để cho thấy là nó công bằng không có nghi ngại vì phía nào để cho ông Trump đừng có dùng tấn à, công vào nữa là đây là vũ khí quá đây là săn lùng một tủy vân vân và vân. thì chúng tôi xin kính chào và hẹn với quý vị trong chương trình lần tới cũng mong quý vị hỗ trợ bằng cách quý vị subscribe like và share chương trình cho bạn bè và thân hữu xin kính chào